Thế giới của những tâm linh thăng hoa. Quý vị có gì báo cáo không? Không hả? Dạ có. Nói lẹ lên. Khi nào gặp người Tàu, chị hai phải làm việc. Mới nãy sư phụ nói rằng sư phụ muốn kiếm một chỗ khác thích hợp trong mùa đông. Con xin cống hiến một chỗ và nói sư phụ biết về chỗ đó. Ở đâu? Mua chưa? Ở Chiang Rai ạ. Con mua rồi ạ. Đó là đất của con. Ở đâu? Ở Chiang Rai. Chiang Rai ở đâu? Rất gần với Chiang Mai ạ. Chiang Mai ở đâu? Ở Thái Lan. Miền Bắc Thái Lan, sư phụ. Bao xa, lớn bao nhiêu, rộng như thế nào? Có bao nhiêu căn nhà trong đó? Rộng khoảng bằng bãi đất chơi banh bầu dục. Chà, bãi đất chơi banh bầu dục. Chính thức anh phải không? Vậy là lớn bao nhiêu? Tôi không có chơi banh bầu dục, tôi không biết. Tôi không phải đàn ông, không biết gì về thể thao. Bao nhiêu thước? Trời ơi, nói số thước đi cho rồi. Trên 10.000. Ok, 10.000 thước vuông. Đằng trước có một cây hạt dẻ. Đằng trước cái gì? Trước thửa đất ạ. Của cô hả? Hay của người khác? Dạ, của con. Cái hạt dẻ cũng của cô. Dạ. Có biển tên trên đó không? Lỡ chị hai kiếm nhầm cây khác. Chỗ ngồi thiền theo lời sư phụ thì chắc là không thành vấn đề. Không thành vấn đề. 10.000 thước vuông. Có nhà hay đất trống? Đất trống ạ. 10.000 thôi hả? Xây cất lên là không còn chỗ đi tới đi lui. 100.000 thì sư phụ. Ồ, 100.000 khác với 10.000 nhiều lắm. Nói gì kỳ vậy? Được, dĩ nhiên 100.000 là khác. Hơn nữa, phía trước chúng con đã xây chỗ cộng tu. Cũng không lớn lắm. Lớn bao nhiêu? 50 ạ. 50 thước vuông. Ok, 50 thước vuông. Tương tự như chỗ này, lớn hơn một chút. Chúng ta có thể để hành lý phía trước. Được, được. Cô chưa xây cất gì hết, đúng không? Chỉ xây căn nhà 50 thước vuông đó thôi. Còn có nhà 2 tầng. Diện tích trên 100 thước vuông. Vậy chúng ta ngồi đâu? Trong chánh điện. Căn nhà đó chỉ đủ cho bà chó của chị hai. Chúng ta ngồi đâu? Nếu sư phụ thích, chỗ đó rộng đủ để xây một hội trường cộng tu. Xây làm sao? Nếu sư phụ muốn xây, chúng con tự chúng ta xây lấy. Thưa, không xây lấy được. Không xây được, vậy làm sao? Dạ không, nếu sư phụ trả tiền, chúng ta có thể xây. Chúng con cúng dường thửa đất để xây trung tâm. Ờ, cái này là tôi sợ nhất. Chúng ta đã xây nhiều rồi. Sau này họ lấy lại. Nhà chúng ta cũng biến mất luôn. Sẽ không xảy ra. Không xảy ra, hồi trước họ cũng nói không xảy ra. Nếu sư phụ lo chuyện này thì sư phụ có thể mua. Tôi không dám. Mua thửa đất này để làm gì? Rẻ lắm sư phụ. Rẻ lắm vì nó ở Thái Lan. Thái Lan dĩ nhiên, đúng vậy. Nhưng chính phủ đó có cho mình xây nhà lớn không? Không sao đâu ạ. Ok, hiểu. Môi trường xung quanh tốt không? Nó dưới chân đồi. Dưới đồi. Chân đồi. Nhưng cái chân này bao lớn? Đôi khi họ nói 2 triệu hecta mà toàn núi không à. Không, đất của chúng con là đất bằng. Nhưng có một ngọn đồi nhỏ cách đó khoảng 100 mét. Ngọn đồi đó không phải của chúng con. Mảnh đất này bằng phẳng. Hiểu. Đằng sau là một ngọn núi cao lớn lắm. Hiểu, chị hai không muốn núi. Và gần đó không có ai nuôi heo. Không. Cũng không có công xưởng. Ok, có bò gì không? Phía trước là một ngọn đồi và vài cánh đồng về hướng Bắc. Được, ok.
Từ Xa Lộ tới chỗ chúng con chỉ có 60 cây số từ phi trường Chiang Rai, khoảng một tiếng lái xe. Hả? 60 cây số. Nhưng xe cộ thì sao? Không có xe cộ, đó là xa lộ. Chở chị hai ở hồi trước bên Thái Lan. Sư phụ, đó là Bangkok, nó khác. Ở Bangkok chỉ có 10 cây số mà đôi khi đi mất 3-4 tiếng đồng hồ. Phía Bắc không có xe cộ. Chúng ta đến là sẽ có xe cộ. Vì sẽ rất nhiều người, không có xe cộ đâu. Biết, chị hai biết. Phía Bắc mát hơn. Khoảng 17 đến 24 độ trong 3 tháng. Ok, 3 tháng nào? Tháng 12, tháng Giêng và tháng 2. Vậy là hơi giống Bangkok hả? Mát hơn phải không? Không giống, mát hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên phía Bắc thì mát hơn. Năm nay còn mát hơn nữa. Giờ này chỉ có 11 độ vào ban đêm. Tốt lắm, nhưng xa quá. Không xa đâu sư phụ, không xa lắm đâu. Không xa, dĩ nhiên cách nhà cô 2 phút thôi, dễ thương. Nếu đổi máy bay ở Bangkok đi Chiang Rai, chỉ mất một tiếng thôi. Rồi một tiếng nữa từ phi trường Chiang Rai đến chỗ đó. Chỗ nào? Chỗ mảnh đất đó. Một miếng từ Bangkok đến Chiang Rai, đường bay. Nhưng có đường bay không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều. Chưa già có vẻ tốt đó. Tuy nhiên chị hai không biết làm sao. Còn phải xây nhà nữa, chưa già, lầu lắc. Nếu chỉ xây hội trường cộng tu thôi thì không lâu đâu. Chỉ xây 4 bức tường thôi. Chúng ta sẽ làm sàn xi măng rồi để mái lên. Tường thì nói chung là mình dùng loại giống như lưới. Lưới nhanh lắm. Nếu cần thì mình che vải bạc lúc nào cũng được, tiện lắm. Sao không dùng cửa sổ? Cửa sổ phí tiền lắm sư phụ, vì mình thiện trong đó. Nếu mình dùng lưới thôi thì thoáng hơn. Hiểu. Cô ta nghĩ kỹ càng rồi đó. Cô vẽ kế hoạch chưa? Thưa sư phụ, chúng con đã vẽ kế hoạch. Biết, chị hai biết. Chúng con vẽ kế hoạch cho tư gia của chúng con. Hiểu, hiểu. Đợi xem ha. Có đường cho xe đi vào chỗ đó không? Hay mình phải xây đường? Thưa sư phụ, con đường đó đi thẳng vào mảnh đất. Nó dừng lại chỗ nào? Nó dừng lại chỗ của mình. Hiểu, có điện nước sẵn sàng chưa? Có điện, còn nước thì dùng nước có từ trên núi. Nếu cần thêm thì mình lấy dưới lòng đất cũng được. Đào giếng, đúng rồi. Hoặc là thiết lập nhiều bể nước. Mùa mưa mình có thể hứng được nhiều nước mưa. Nếu chúng ta đến đây thì mùa đông là tốt nhất. Dùng một năm một lần cũng đáng. Vì ở khách sạn đắt tiền. Tuyệt vời, cô nghĩ đủ thứ trước rồi. Đáng lắm, hiểu, có điều chị hai mệt quá. Nghĩ mình phải mua đất, xây nhà, nộp đơn, đào giếng. Nộp đơn cũng đủ khó rồi, còn phải đào giếng lấy nước. Có lẽ không khó đâu ạ. Chúng con mua thửa đất này hơn 10 năm rồi, mà sống ở đó không có sao hết. Hiểu, hiểu. Mảnh đất 100.000 thước vuông này chỗ nào cũng phẳng hả? Dạ. Chà, lớn quá ha. Phía sau có cái đồi phải không? Rặng đồi phía tây, cánh đồng ở phía bắc ạ. Phía đông là con đường đến chỗ của mình. Từ đông sang nam, lối vào đối diện với phía nam. Phía đông không bị chặn hả? Phía đó không có đồi hả? Không đồi, nhìn thông suốt luôn. Đồi cách xa đó lắm ạ. Rất xa. Sư phụ có thể thấy những rặng đồi nho nhỏ và mặt trời mọc.
À, chắc là đẹp lắm. Hảo Ok. ý của cô Cái rất hảo ý tốt. Chị hai thích nhưng xa quá. Bây giờ mà phải đi từ đây tới đó. Chị hai không biết nữa, nhưng Thái Lan khá thuận tiện cho mọi người. Tốt. Đợi tới khi có anh hùng nào mua miếng đất đó thì chị hai sẽ nghĩ lại nữa. Nhưng cô không muốn giữ nó cho mình sao? Chỉ có hai chúng con thôi. Rộng quá cho cô hả? Chồng con và con sắp sửa già rồi. Cỏ mọc nhanh quá. Nếu xây ở trường cộng tu thì sẽ không có cỏ. Một người cắt hết chỗ cỏ đó không làm nổi. Sao con để mấy con trâu rừng ăn giùm? Trâu rừng không ăn à? Chim rừng, chị hai tưởng đó là trâu rừng. 10 năm trước sao con nói? Hồi đó ở Formosa, Đài Loan vẫn tiện cho chúng ta hơn. Chị hai Thái Lan cũng tiện. Hồi đó trí óc con hình như không sáng suốt lắm. Không sáng suốt, ok, bây giờ sáng suốt hả? Thường thường là như vậy, tóc hoa râm rồi mới sáng suốt. Tóc càng bạc càng sáng suốt. Lạ ha, màu cũng có liên quan tới trí thông minh. Thấy chưa, chị hai nhuộm tóc trắng cho người ta nghĩ mình thông minh hơn một chút. Hồi trước tóc tôi đen, không ai chịu nghe lời. Bây giờ tóc hoa râm có đài truyền hình rồi, tổng thống người này người kia mới tới. Hữu dụng đấy ha. Được, chị hai sẽ nghĩ lại. Không quyết định liền đâu. Hơn nữa, vẫn còn 3 ngày để xét lời đề nghị của cô ấy. Ok. Đất đai không thành vấn đề, mua ở đâu cũng được. Còn tùy nơi nào xứng đáng phước báo đó và thuận tiện. Tùy định mệnh, hiểu không? Mình sẽ nói sao? Nghe rất hay, tốt lắm. Rồi, gì nữa? Tốt, tin vui. Ở đó được thì cũng khá giản tiện. Mấy tháng kia thì sao? Mấy tháng kia là mùa mưa, mưa nhiều hơn. Trời mưa, chúng ta không sợ mưa. Những ngày thật là nóng, nhiệt độ có thể hơn 30 độ, 34 độ, 34 độ. 3 tháng khoảng 17 độ, 34 độ không đến nỗi nóng nếu mình ở trong nhà. Dĩ nhiên trong nhà cô có máy lạnh. Thưa không, chúng con không có máy lạnh, quạt máy cũng không, không bao giờ dùng hết, không dùng. Nhưng đông người sẽ nóng. Hàng ngàn người thì phải có máy điều hòa, nếu không, không chịu nổi đâu. Đến đó mùa đông là tốt nhất. Đúng, tôi hiểu. Chà, đẹp quá ha, quý vị bỏ ra nhiều tiền quá. Chị hai hồi nãy không thấy, chà, họ làm đẹp quá ha. Càng ngày càng đẹp, kỳ trước đâu có đẹp như vậy. Càng nhiều người tới càng sáng sủa. Thật ra nơi nào cũng được. Chỗ nào mình thấy ấm lòng thì tốt hơn. Nếu không, đi đường xa mệt quá. Nếu chỗ Thái Lan thì tốt hơn cho người Formosa và Á Đông. Nhưng xa quá cho người Âu Châu, Mỹ Châu và người Mỹ Latin. Hồi đó, chị hai có chỗ ở Costa Rica, Hoa Kỳ và Formosa, xa xôi cho mọi người. Không biết nữa, bây giờ chẳng thấy chỗ nào là nhà. Bây giờ làm biếng du lịch. Chưa cha làm biếng lắm, thật đó. Không phải là chỗ đó không được. Nghe thì rất là hay và cũng khá giản tiện. Việc xây cất cũng không thành vấn đề, mình có thể làm rất lẹ. Nhưng chị hai phải coi lại chỗ đó có duyên với mình hay không, hiểu chưa? Không sao, mảnh đất đó rất lớn. Là đất của cô có thể mua lại được. Xây cất cũng được phép. Vậy có tiền là được, rất giản dị. Ok, người nào khác muốn nói? Về mảnh đất khác không?
Không. Hả? Tất cả Không. quý vị người Tàu hết hả? Tôi mà. Nói tiếng Tôi Tàu hết. hả? Dạ. Chưa cha, Oh, tốt, tốt. man. Good. Good. Quý vị thêm tuổi Nhà đời, mình tóc tôi hoa râm rồi mới nghĩ hả? ra. Thủ hòa tôi bảy bảy rồi. Sang thúng rồi. Hả? Còn ai muốn nói gì hay ho về chỗ của quý vị không? Thưa sư phụ, dạo này các đài truyền hình ở Mỹ để ý tới sư phụ nhiều hơn. Lần đầu tiên là đài NBC. Họ tới tường trình về nhà hàng của sư phụ. À, hiểu. Và gần đây Fox tường trình về giải vinh quang của sư phụ. Cô giáo được tăng 1.000 đô. Hôm qua chị hai có coi, đó là điều ngạc nhiên, ai ngạc nhiên? Cô giáo rất là ngạc nhiên. Chúng con cũng ngạc nhiên là họ đăng tin này. Ngẫu nhiên thôi. Chúng ta cho nhiều giải lắm mà không ai để ý. Đó là lần duy nhất. Cho nên bây giờ giới truyền thông đang để ý đến sư phụ hơn. Và như các nhà xuất bản, giới truyền thông, chúng ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ của giới truyền thông. Quý vị thấy danh sách không? Khi muốn cảm ơn họ, mình mới biết là có rất nhiều. Vì chị Hà nói, chúng ta nên cảm ơn những tờ báo tốt, đài truyền hình tốt. Trời ơi, bây giờ danh sách mình chiếu dài bao nhiêu? Quý vị hôm nay thấy không? Trời ơi, dài dễ sợ. Tên các quốc gia và nhiều báo chí. Chư cha, thật là ngoạn mục. Thấy khoái chí thật không ngờ. Nhiều hơn vậy nữa chúng ta chưa có liệt kê ra hết. Và chúng con, trung điểm của cô là gì? Trung điểm của con là trở về Mỹ. Chúng con muốn có những chương trình như là 60 phút. Nên chúng con tìm mấy người chuyên nghiệp về giao tiếp với công chúng để làm những buổi trình bày. Rồi họ bắt đầu nghiên cứu. Họ nói nếu muốn phổ biến sách, trước tiên phải phổ biến tác giả. Thế là họ bắt đầu nghiên cứu về quá trình của sư phụ và mọi thứ về sư phụ. Ai cũng ngạc nhiên quá và rất là ủng hộ. Sau đó, sau khi xem SMTV, họ kinh ngạc trước phẩm chất của đài. Họ hỏi cái này từ đâu tới, tại sao trước giờ không thấy? Thêm vào đó, tất cả những loan báo ngoài công cộng mà chúng ta đưa ra, như là ở Times Square và phi trường, họ rất ngạc nhiên. Họ hỏi chúng ta có người chuyên nghiệp giúp không? Không, con nói không, chúng tôi tự làm lấy, chỉ có một người chuyên nghiệp thôi. Ông ta nói sau khi giới thiệu việc này, sư phụ sẽ là nhân vật rất lớn trong nước. Nước nào? Sẽ rất rất là lớn trong nước Mỹ. Vậy sao? Chưa đủ lớn hả? Trong lĩnh vực thông tin, ý ông là trong lĩnh vực thông tin sẽ lớn. Ông ta đoán vậy hả? Ông ta đoán vậy. Sau khi phân tích, ông khuyên chúng ta tiếp tục công việc phổ biến. Ông sẽ phát triển thêm với những bố trí thích hợp cho giới thông tin. Thì họ sẽ chấp nhận chúng ta. Được, vậy tốt, vậy tốt. Thì có hy vọng cứu thú vật và thế giới. Nhiều khi chị hai không ngủ được. Nghĩ tới nỗi đau mà thú vật đang chịu, chị hai không ngủ được. Nói thí dụ như anh James, đạo sĩ vui kia, sau khi xem truyền hình Vô Thượng Sư mới có 5-10 phút, anh ngạc nhiên quá. Anh rất cảm phục phẩm chất truyền hình của sư phụ, dĩ nhiên. Bởi vậy, chị hai bận quá chừng, phải kiểm soát coi họ viết cái gì. Đôi khi họ viết vớ vẩn, chị hai cứ phải sửa hoài. Mới đây, chị hai phải sửa nhiều lắm. Đôi khi thấy ngạc nhiên. Mình sửa rồi, họ lại sửa lại nữa. Thôi được, không sao. Chị hai ngạc nhiên vì vậy, các đài truyền hình bắt đầu hành động. Các nhà xuất bản cũng bắt đầu liên lạc chúng ta. Không phải chỉ có giới truyền hình. Giới xuất bản cũng liên lạc với chúng ta. À, cho nên toàn thể tiến trình đang chuyển biến rất nhanh. Đây là trong nước Mỹ. Ở Mỹ khó hơn, nhưng như vậy rất tốt.
thế giới ngày càng tốt ra, chỗ nào cũng thấy hòa bình. Ngay cả nước Mỹ cũng đang cắt vũ khí hạt nhân, chỉ giữ 25% thôi. Sau này họ sẽ bỏ hết. Dẹp đi, họ phải bỏ hết rồi mới phải. Giữ lại 25% để làm gì? Vậy là tốt lắm rồi. Ngạc nhiên là Tổng thống cũng ủng hộ việc cắt bớt. Hiểu không? Có ai đáng ngạc nhiên hơn là ông ta? Thật là tốt. Cho ông giải thưởng để khuyến khích ông. Ngoan lắm. Rồi, gì nữa? Toàn là tin vui. Chúng ta có đất rồi, bây giờ có giới truyền thông tới gì nữa đây? Chúng con cảm ơn sự gia trì của sư phụ. Dạo này bầu không khí tâm linh ở Lai Nghĩa, Bình Đông rất tốt. Bây giờ tốt lắm hả? Dạ, mọi chuyện rất đúng đường, đúng hướng. Đồng tu ao ước được sư phụ tới Lai Nghĩa nữa. Cái gì? Chúng con mong mỏi như vậy. Nói giỡn trời. Chị Hai mẹo Lý còn không được mà đi Lai Nghĩa. Nói cái gì hay, Formosa Đài Loan không đến nỗi tệ đâu. Mẹo Lý mùa hè mát. Trong rừng chỗ chị Hai mát lắm, mùa đông có thể đi Lai Nghĩa. Chà, tuyệt vời ha, chỉ có vài tiếng đồng hồ. Nếu muốn mát hơn nữa thì đi núi Ali. Ở Formosa cái gì cũng có, ngay cả tuyết. Thật tốt, chị Hai không ở lại Formosa uổng quá ha. Nói giỡn thôi, ta không về đâu. Không phải là không muốn mà là mệt lắm. Chị Hai không biết đi đâu nữa. Thật ra hồi trước còn ở Formosa, chị Hai cảm thấy rất là thoải mái, ấm cúng. Sau này ra đi lang thang giống như kẻ không nhà. Hơn nữa bây giờ giới truyền thông ở Formosa Đài Loan đã thân thiện hơn với sư phụ. Và có những bài tường trình lạc quan, bây giờ họ tốt hơn. Bây giờ nơi nào cũng tốt hơn, không phải chỉ có Formosa thôi. Ngay cả nhiều quốc gia không biết chị Hai họ cũng trở thành rất tốt. Formosa vậy là phải tốt hơn nữa. Formosa hồi đó là dở nhất, lẽ ra phải nhận ra chị Hai ngay từ đầu. Đúng vậy, những chỗ khác không biết chị Hai lại rất là xa. Nhìn danh sách kìa, mỗi quốc gia trên thế giới đều tốt. Ngay cả người lạ cũng quảng cáo cho mình miễn phí. Hoặc là bớt 50%. Đâu biết nhau gì đâu. Còn không biết đọc tên nước của họ làm sao. Họ cũng trở nên rất tốt. Chúng ta thấy những chuyện xảy ra nhiều quốc gia rất là cảm động. Nhìn những bài tường trình của họ, người dân và báo chí khắp quốc gia đang giúp. Chà, ở khắp nơi, thật tuyệt trần. Thế giới đang càng khá ra. Những người ủng hộ chân lý đang xuất hiện. Formosa rất tốt. Nhưng còn phải nhìn vào hoàn cảnh, hiểu không? Nói rồi, bây giờ chị Hai làm biếng lắm. Lười, không muốn di chuyển nữa. Ok, chạy lung tung nhiều năm. Bây giờ mệt, ở chỗ nào cũng được. Nhà nào yên tĩnh là chị Hai ở, không bị quấy rối. Chỗ nào không có ai. Viết lách hoặc là nói bậy nói bạ. Hoặc là mình khổ, chị Hai sẽ ở yên chỗ đó nghỉ. Nghỉ ngơi. Mấy năm nay nghiệp chướng nặng nề quá. Chị Hai không ở đâu được. Đi đâu cũng phải bỏ chạy giống như là tị nạn. Quý vị không biết đâu. Bây giờ mới kịp thở và ở đây trong lúc này. Kế tiếp, mình sẽ kiếm một chỗ lớn hơn. Cho quý vị tới, thỉnh thoảng gặp chị Hai hay là nơi mà quý vị đến lúc nào cũng được. Mùa đông mình có máy sưởi. Mùa hè mình có máy lạnh, không sao. Khỏi cần lo. Không phải chỗ này mua chỗ khác, nghĩ chuyện đó sao? Lâu lâu quý vị ra khỏi Formosa một lần, cho vui cũng tốt. Formosa nhỏ quá. Đôi khi chúng ta bị mắc cái cảm giác sợ tù túng. Tiếng Tàu nói làm sao? Nghĩa là sợ chỗ chật hẹp. Chứng sợ. Sợ. Sợ chỗ tù túng. Sợ chỗ tù túng. Dài quá. Ok. Đó là tinh thần ở hải đảo. Thỉnh thoảng đi một chuyến cho nó mở mang tầm mắt.
Bởi vậy mà báo chí Formosa hay viết những bài vớ vẩn. Họ liên lạc với người ngoài rất ít. Mấy rác rến cứ xào qua xào lại, nên họ hơi nông cạn một chút. Nhưng bây giờ họ khá rồi, vậy cũng tốt. Gì nữa không? Cảm ơn sư phụ. Không có chi ai muốn nói nữa. Sau khi đài NBC mở cuộc phỏng vấn ở nhà hàng sư phụ, nhiều người cứ điện thoại muốn biết địa điểm nhà hàng. Vậy hả? Thật vậy, nhiều người tới thưởng thức các món ăn, nhiều khách hàng. Dạ, nhiều khách hàng. Cảm ơn họ nhiều. Đó là vì họ nói nhà hàng chúng ta là ngon thứ ba trong số nhà trên thế giới. Thứ ba. Happy Gourmet bình phẩm các nhà hàng và những nơi ăn uống trên toàn thế giới. Họ đi khắp phương trời. Chỗ nào có đồ ăn ngon, chúng ta là trong số 3 nhà hàng ngon nhất thế giới. Đó là từ trước tới bây giờ. Nhà hàng chúng ta là một trong 3 nhà hàng ngon nhất. Ông ta nói ông rất thích thức ăn và cảm thấy tình thương trong đó. Đúng vậy, hương vị của đồ ăn của mình là nguyên thủy. Không có bắt chước từ người khác, tuyệt của mèo dĩ nhiên. Hơn nữa, ông nói ông tin tưởng đồng tu chúng ta. Nếu ông cần lo cho người thân nhất của ông nói ông có thể gửi gắm họ cho đồng tu chúng ta. À, chúng ta rất hiền lành, rất thật thà. Như vậy nên chị hai hãnh diện với quý vị. Tại vì quý vị đại diện cho sư phụ bằng cách đó. Nhìn trò là biết thầy như thế nào. Hiểu không? Giản dị quá mà. Nhìn quả thì biết nó từ cây nào. Quả táo từ cây gì? Từ cây táo, đúng không? Quả cam từ cây cam. Quả chanh từ cây chanh, chua lắm, dĩ nhiên. Hiểu hả? Nếu quý vị nhân từ, người ta sẽ khen. Từ từ người ta sẽ hiểu. Ok. Thế giới đang khá ra và thấy rất là dễ chịu. Bây giờ dường như mọi người nhiệt tình muốn nói chuyện với nhau. Hình như họ có nghe lời. Hình như họ đang hướng về phía chúng ta, đang trỏ tay. Thấy hình như vậy và tôi cũng cảm giác rất dễ chịu. Dĩ nhiên hơi chậm chạp một chút, nhưng còn hơn không. Nếu thế giới trở thành hiền hòa, thì dù có tận cũng không có gì là trọng đại. Tất cả người hiền lên thiên đàng. Chị hai không có lo quý vị đi chỗ nào. Đây là nói về người ngoài. Quý vị có sư phụ, quý vị lo cho mình được rồi. Chị hai đã chỉ quý vị đừng đi. Cứ việc tự mình tiến bước, thật là dễ chịu. Vì chị hai phải xem tin mỗi ngày. Nhiều tin rất vui. Chị hai cũng phải chọn tin cho họ, hiểu không? Cái nào nên làm và cái nào nên sửa. Tôi không phải người Anh mà vẫn phải sửa tiếng Anh của họ. Đôi khi họ viết dở. Mới nãy chị hai còn phải sửa một vài chỗ. Nó lên đài rồi. Chị hai mới nói, sao viết gì kỳ vậy? Viết họ nào? Nhớ là họ đâu có cho mình thấy trước đó. Họ mới thêm vô thôi. Khi chị hai bảo họ đổi thì họ làm tệ hại, hiểu không? Họ không để đúng thứ tự. Mình lại phải sửa một lần nữa. Ái da, ngày nào cũng đánh nhau với họ. Nhưng họ hăng hái lắm. Có điều thỉnh thoảng họ làm sai. Còn nữa không? Có gì nữa không? Được. Vừa rồi, sư phụ nói rằng khi chúng ta phổ biến thông điệp này, nhiều người chấp nhận, thậm chí tự nhiên giúp chúng ta. Thí dụ như mới đây chúng con đang quảng cáo SMTV, đồng tu Formosa hay ra ngoại quốc để quảng cáo việc này. Trong lúc quảng cáo, chúng con ngạc nhiên thấy có những người tới giúp mình. Thí dụ như ở một nước tên là Azerbaijan. Azerbaijan, miền Trung châu Á. Một người giúp chúng ta dịch sách sư phụ.
Dịch xong, ông ta nói, ông sẽ giúp công việc sư phụ cho tới khi chết. Azibesan, dạ, người ở Azibesan biết phải rồi, một ông già. Không ai nói chị hai biết, bây giờ chị hai mới biết là ông đã ra đi. Sau này chúng con mới biết là ông được Bộ Ngoại giao của quốc gia đó gửi đến làm việc ở Trung Đông. Lúc đó khi chúng con tới Trung Đông, ông giúp chúng ta dịch bài vở quảng cáo cho SMTV. Ông là giám đốc học viện của một đại học. Vô tình, trong học viện đó có nhiều học giả từ những quốc gia kế cận đang viếng nơi đó. Thế là ông yêu cầu những học giả này giúp chúng ta quảng cáo đài của mình trong nước họ. Nhiều người giúp. Ông là người rất nhân từ. Ông đã lên thiên đàng. Dạ. Chưa làm bao nhiêu mà đã lên cảnh giới thứ tư. Ôi. Chỉ vì ông ta rất nhân từ, giúp ích rất nhiều. Chị hai vừa mới xem thử ở giữa thiên đàng thứ tư. Giữa cảnh giới thứ tư, quý vị leo cực khổ mà còn chưa lên nổi. Là vì tâm ông rất nhân từ. Ông nói, quý vị cần gì cũng được, tôi luôn luôn sẵn sàng. Sau khi dịch sách sư phụ, ông nói ông hiểu rõ ràng thông điệp của sư phụ trong sách. Thật sự, ngay cả trước khi qua đời, ông vẫn đang giúp công việc sư phụ. Thời điểm của ông đã đến. Ông khá già rồi và thời điểm đã đến. Tuy nhiên, ông đã lên thiên đàng. Tuyệt vời. Dĩ nhiên, một người tử tế như ông rất xứng đáng. Rồi, ai nữa? Thưa sư phụ, những hiệu trưởng và trưởng khoa của các trường tiểu học ở Hoa Liên yêu cầu chúng con tặng họ sách của sư phụ, những con chim trong đời tôi và những chú chó trong đời tôi. Họ cho các em coi sách trong lớp dạy vẽ và giải thích nội dung cho trẻ em trong lớp. Họ hỏi các em, có gì khác nhau giữa các em thương súc vật và vô thượng sư thương súc vật? Các em nói, lúc chăm sóc cho súc vật, vô thượng sư hay nói chuyện với chó. Nói là tôi thương, trong các trường làng họ không có nhiều sách. Trường thành thị họ có sách, nhưng không phải loại, thí dụ như chỉ nói về chim thôi mà không có người sinh hoạt với chim và thương chim, nên họ thích những quyển đó lắm. Các em nhỏ hiểu hết. Các em đến xin xem sách đó, chính phủ quận cũng để địa chỉ mạng của chúng ta trên trang mạng chính thức của họ, cho các trường có thể vào đó mua sách. Thư viện đặc biệt thích bản tin. Đôi khi họ cảm thấy vài bản không đủ. Họ xin thêm, in thêm cho họ. Dạ đúng, có nhiều tin tốt trong đó. Phải. Đối với các trường đại học, thì sinh viên và các nhà trí thức họ thích sách của sư phụ. Tinh hoa của truyện cổ Trung Quốc, sinh viên đại học thích lắm. Sách này hả? Dạ, họ rất thích. Họ nói họ có thể dùng quyển này làm sách giáo khoa Trung Quốc. Dĩ nhiên, họ có mấy chuyện này rồi, sao phải đợi đọc những lời nói của tôi? Sách bằng tiếng Trung Hoa giản dị hay lắm ạ. À. Ok, tốt. Chúng con tặng họ nhiều bản, vậy tốt. Chúng con đi gặp hiệu trưởng của một trường tiểu học. Vì sư phụ chỉ thị chúng con sáng tác, ông hiệu trưởng nói lên tinh thần của sư phụ về thế giới đại đồng và nỗ lực cứu trợ của chúng ta cho học trò học thi. Có câu hỏi rất lạc quan. Vậy hả? Ông hỏi các em theo lý tưởng của sư phụ, Ngài muốn cứu thế giới chúng ta như thế nào? Các em hăng hái đứng lên, giơ tay lên, trả lời câu hỏi. Dĩ nhiên, tất cả đều nhờ vào nỗ lực của vị quảng bá giáo lý cho công chúng. Nếu không, họ đâu biết. Hoa Liên xa quá, tất cả còn tùy vào quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Trường tiểu học nào cũng xin sách đó. Cho trẻ con thì tốt nhất. Nếu trẻ em được giáo huấn thương yêu thú vật từ nhỏ, lớn lên các em sẽ như vậy. Đổi người lớn đôi khi trễ rồi, hiểu không? Nhưng chúng ta nên giáo dục cả người lớn lẫn trẻ em. Hy vọng có người nào đó nghe, hiểu chưa? Nếu họ hiểu được thì chúng ta tiếp tục làm, ok? Còn ai muốn báo cáo nữa? Sư phụ, chúng con giao sách chim và sách chó cho tổng giám đốc công ty tài chính của Warren Buffett. Sau khi nhìn sơ sơ, ông nói ông sẽ đưa cho Warren Buffett. Warren Buffett? Ồ, dạ, ông nói ông sẽ đưa cho Warren Buffett.
Bây giờ chúng con đang liên lạc một chỗ khác, một khu vực khác. Tốt, từ từ nhé. Chúng ta phải mở rộng khắp mọi nơi, đi bốn phương, đến tám hướng. À, vì xã hội bây giờ đang khao khát tinh thần thanh thoát. Năng lực và từ trường thanh thoát. Nếu không, ở đâu cũng trời ơi, về nhà mệt nhoài, sau khi làm việc cả ngày mà chỉ cảm thấy chuyện bi quan, thì ai cũng mệt mỏi. Đôi khi ngay cả phim truyện cũng toàn là bom chiến tranh, nhiều những cái đó. Thì họ cứ tiếp tục hướng về phía bi quan. Làm ai cũng mệt. Thành thử chúng ta có những cái lạc quan, có lợi ích cho họ. À, gì nữa? Ai nữa? Sao vào chỗ Warren Buffett được? Vì bây giờ chúng con có nhiều người đầu mối trong đó. Qua công việc giao tiếp quần chúng, nhiều người bắt đầu biết chúng ta. Hiểu, hiểu, ok. Bây giờ khi chúng ta quảng cáo trên báo, chúng ta cũng dàn xếp một nhân viên có thể bao gồm luôn toàn nước Mỹ. Hiểu, hiểu, ok. Cho nó lẹ. Mỗi ngày mỗi tốt hơn. À, vậy tốt. Từ từ chúng ta tiếp xúc thêm từ người một. Hiểu. Vậy được. Bước đầu là phải vậy. Vạn sự khởi đầu nan mà, phải không? Một khi bắt đầu rồi, chúng ta có thể đi tú vô. Đúng vậy. Sao giản dị được? Muốn đủ gì có dễ đâu. Ai nữa? Có gì hay không? Chúng ta bế quan kỳ này là để nghỉ xá hơi, hưởng thụ. Chúng ta tới đây để ăn. Thiền hay không thiền cũng không sao. Chỉ có ăn ngủ cái chuyện vui. Chịu không? Dạ vâng, sư phụ. Mới vừa rồi chúng con nghe sư phụ có tin vui là chúng ta sẽ có một chỗ rất lớn ở đây không bao lâu nữa. Không lẽ về đâu, từ đó giờ kiếm lung tung lâu lắm rồi. Kỳ rồi, sau khi sư phụ tổ chức hội tuyến truyền hình với Tổng thống nước Slovenia, ngạc nhiên thay, quyển sách của Tổng thống nước Slovenia không cần quảng cáo nhiều mà cũng lên hàng bán chạy nhất trên kingston.com, tiệm sách trên mạng lớn nhất ở Formosa. Cũng ngạc nhiên là tất cả sách chim và chó, cả bốn quyển đều lên hàng bốn quyển bán chạy nhất trong tất cả các loại sách. Bán chạy nhất trong tất cả các loại sách nói chung. Thứ nhất, thứ nhì, ba và tư, nhất là sách của sư phụ. Quyển đầu tiên khai trương cách đây 4 tháng vẫn còn bán chạy. Dạ, vậy tốt hơn vì nó sẽ còn trong danh sách. Nếu không bán chạy nữa, họ sẽ để chỗ khác, thay vào bằng những sách bán chạy khác. Vì bây giờ người ta đang khao khát loại sách này. Ok, chị hai nghĩ tốt nhất là mua những quyển này, làm quà cho họ hàng và bạn bè. Cho Tết nhất hay là hội hè, tại vì những sách này giữ được lâu, cho nhiều thế hệ thưởng thức. Phẩm chất của sách chúng ta rất tốt, nên nhiều thế hệ tương lai cũng sẽ được hưởng. Cho trẻ con đọc từ khi lọt lòng, có thể truyền xuống cho nhiều thế hệ. Nó sẽ không biến mất, giữ trong nhà, giống như là thư viện gia đình. Trẻ con được tiếp xúc với từ trường nhân hậu đó, từ khi chào đời, thế nào cũng tốt cho nó, cũng tốt cho đất nước, đủ thứ. Thành thử mua sách tốt hơn là mua quà cáp khác. Những món quà khác sẽ tan biến sau khi mình ăn hay là sau khi dùng. Sách này để được rất lâu. Cho nên mọi người có thể mua nhiều hơn. Có người mua cho mẹ, cho họ hàng, bạn bè. Tốt cho tất cả mọi người, cho thấy thế giới đã biết. Tóc họ đã hoa râm. Rồi, gì nữa không? Nói về Tổng thống nước Slovenia, mới đầu Bộ Ngoại giao chúng con nghĩ chúng ta không mời Tổng thống được đâu. Họ nói mời Tổng thống không thể nào được. Cái gì? Không thể nào được. Họ cảm thấy ông ta sẽ không tới. Tại sao không? Sau diễn biến đó, họ ngạc nhiên, cảm thấy thật là hay. Chúng ta giỏi hơn Bộ Ngoại giao, ngay cả họ cũng không mời được. Cuối cùng chúng ta thành công trong việc mời Tổng thống nước Slovenia.
Sư phụ đã lo cho chuyện đó. Sau khi diễn biến đó xong xuôi, khi họ nghe sư phụ mời Tổng thống, họ chứng kiến sư phụ đàm thoại với Tổng thống. Nghe sư phụ nói đến Đài Bắc Formosa thì tốt. Chào ơi, họ phục quá. Họ nói sư phụ quả thật giỏi hơn bộ ngoại giao của họ. Họ hối chúng còn mau mau mời Tổng thống đến. Họ sẽ ủng hộ tối đa và họ đang chờ chúng ta. Dĩ nhiên, tất cả chúng còn đồng tu Formosa. Vì chỗ đó rộng lắm và vẫn còn tới 3 tháng nữa lận. Chúng còn nghĩ không biết sư phụ và Tổng thống có gặp nhau nữa. Trong mùa Tết này không? Nói quý vị hay một bí mật. Vì ông ta là tổng thống. Ông ăn chay, là người rất nhân hậu, chị hai ủng hộ. Tuy nhiên chị hai đã có nghĩ tới việc này. Mời ông ta vì lợi ích quý vị thôi. Nên chị hai để ông đi gặp quý vị một mình. Chị hai không có... Đúng vậy, ông đi thăm như vậy sẽ có lợi cho Đài Loan Phong Sa. Quan hệ gì tới chị hai đâu. Tôi đâu phải người Phong Sa. Mời giùm quý vị là tốt rồi. Còn phải đi nữa sao? Chúng con đang mời sư phụ. Cái gì? Chúng con đang mời sư phụ. Chị hai đã mời ổng và ổng đã bằng lòng. Nếu sư phụ tới còn tốt hơn cho Vô Sa nữa, vậy thì quý vị phải đẩy thêm chút nữa. Viết một bức thư thỉnh ông đề ngại vợ. Trình đề nghị lên ông ta nói chi tiết là mời đó, như là biện pháp an ninh. Và Bộ Ngoại giao sẽ chuẩn bị. Xin cho chúng tôi biết ngày giờ nào thuận tiện cho ông tới. Dạ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp ông. Như vậy mới được. Hiểu không? Dạ. Đừng nói tên chị hai. Đã nói rồi, chị hai chỉ mời ông tới thôi. Tôi đâu có mắc mới gì đâu. Cái gì cũng đòi. Nếu ông ta thật sự tới, mình sẽ bàn sao? Dạ. Tuy nhiên chắc chắn ông là người sẽ tới vì ông ta đã nhận lời. Ông là một tổng thống tốt. Nhưng tổng thống cũng mời sư phụ tới cùng ông. Ông ta có mời, nhưng chị hai có bằng lòng không? Sư phụ nói bằng lòng. Tôi nói có thể. Có nói nhận lời hả? Sư phụ nói hẹn gặp ở Đài Bắc. Đâu có, ông ta là người nói như vậy. Ông ta nói không phải chị hai. Ông nói chúng ta sẽ gặp ở Đài Bắc. Nói cái gì nghe, chị hai làm biến du hành lắm. Nhưng để chờ xem nha. Chị hai cảm thấy ông ta đến là đủ rồi. Ông có thể đến nói chuyện với chính phủ quý vị. Sau đó quý vị cho ông đi vòng vòng xem cho vui. Vậy đủ rồi. Chị hai tới làm gì? Tới hay không tới cũng vậy thôi. Không, cũng vậy. Chỉ quý vị thấy khác thôi. Chuyện này nói sao nhé? Đợi ông ta tới đã. Nếu ông tới Formosa mà sư phụ không có đó cũng giống như gia đình không có chủ nhà. Sao vậy được? Chị hai đâu phải là chủ nhà. Là chủ nhà. Sao chị hai là chủ nhà Formosa? Giỡn chơi, quý vị có tổng thống và chính phủ. Vậy thích hợp hơn. Ông là nhà lãnh đạo. Cho họ tiếp khách mới đúng. Chị hai sẽ vui một mình ở chỗ khác. Tôi làm trung gian thôi. Tôi chỉ liên lạc ông ta giùm quý vị và mời ông tới. Ông sẽ thất vọng nếu không gặp được sư phụ ở Formosa. Ông muốn gặp chị hai tư gia. Hồi đó nếu chị hai nói ông không thể tới, ông sẽ buồn không? Có nên nói ông ta như vậy không? Nhưng chị hai nói thật, lúc nào cũng vậy, từ nhỏ. Lẽ ra chị hai nên nói chuyện uyển chuyển hơn. Chắc chắn không thể làm nhà ngoại giao được rồi. Chị hai đã nói nhiều lần, nhưng vẫn không thể làm nhà ngoại giao. Các tòa đại sứ không nên mướn tôi. Thật ra, chỉ vì lợi ích cho thế giới, chị hai mới đi gặp quý vị. Ngay cả quý vị, chị hai cũng không muốn gặp, hiếm khi gặp người ngoài. Ê, máy của anh nhấp nháy kìa. Còn 5 phút nữa. Chị hai là tai nghề.
Lâu lắm rồi không có chụp hình. Đi ra ngoài chụp mấy con thú nhỏ. Cần có đầu óc nghệ thuật và có mắt nhiếp ảnh. Không phải ai cũng có. Chị hai có. Họ nói vậy. Nhìn hình ta chụp. Họ nói tôi có con mắt nhiếp ảnh. Mắt nhiếp ảnh. Rồi, gì nữa? Thưa sư phụ, à, từ khi những con chó trong đời tôi và những con chim trong đời tôi xuất bản, và sau này cùng với sách của Tổng thống Slovenia, suy ngẫm về đời sống và tâm thức, Trung tâm Tân Trúc đã và đang quảng cáo cuốn này trong công chúng. Chúng còn ráng hết sức quảng cáo mấy quyển này tại Đại học Quốc gia Tinh Hoa và Đại học Giao thông. Chúng còn tổ chức hai cuộc triển lãm sách thú vật để chia sẻ với các sinh viên ở đó. Chúng con hy vọng họ sẽ sớm tiếp xúc với chúng con. Có một hội chó trong Đại học Giao thông chuyên lo cho thú vật. Họ đang làm việc với chúng ta có thể trong hai ngày này. Thật ra trong hai ngày này tại Đại học Giao thông, chúng còn tổ chức một cuộc hội chợ sách thú vật và chương trình nếm thức ăn chay. Chúng còn sẽ giới thiệu cho người ta biết thương thú vật bằng cách nào. Một đồng tu đưa một cuốn sách cho nhà lập pháp đang ứng cử. Người giao tiếp của chúng ta nói với con là mình không nên làm vậy, họ đang ứng cử. Không cho họ sách được, người ta kiêng. Không ngờ người này không có kiêng. Sau khi đọc sách, ông còn đề nghị chúng con cho sách cho một người nữa. Oma, một ứng cử viên tổng thống vài ngày nữa, ông sẽ đây. Ông hy vọng chúng con cho Oma một quyển. Ông nói quyển này hay quá, sau khi đọc xong, tinh thần cải biến. Dạ, họ kiêng nhất là sách, tiếng Tàu, sách nghe như thua. Lần này, ông không sợ sách mà còn đề nghị cho ứng cử viên tổng thống một bản. Hiểu, nên con cảm thấy tâm thức họ đang biến cải. À, vì vậy, chị hai mới không viết nhiều, đa số hình ảnh thôi, hiểu không? Hình ảnh tự nói lên tiếng, chị hai viết ít lắm, chỉ có vài chữ, đúng không? Đa số người họ thấy đọc sách mệt, chị hai muốn họ khỏe khoắn, dễ chịu, vui tươi. Khi đọc quyển này để họ thấm nhận được liền, hiểu chưa? Không như mấy quyển bên ngoài thấy rất là quy hoàng, mà đọc vô cũng thấy mệt, thành thử chị hai biết. Mấy quyển này chú ý làm người ta cảm động liền, hiểu không? Đi sâu vào con tim của họ liền, nên chị hai không biết nhiều, thành ra mới đầu ban kinh sách của chúng ta mẹo lý. Họ muốn làm sách của chị hai. Mới đầu chị hai viết bằng tiếng Anh, khi họ đưa lại quyển sách cho mình thì có tiếng Tàu dịch ra để bên cạnh tiếng Anh. Quý vị hiểu không? Trông chật chội. Tôi nói không, không. In tiếng Tàu riêng ra. Quyển này cần phải rộng rãi, thư thả. Không muốn nó giống như thương mại, như buôn bán. Làm người ta cảm thấy áp lực trong lòng. Nếu không tin thì quý vị hỏi ban xuất bản. Xảy ra như vậy đó. Chị hai ghi rất ít phải không? Không có ghi đầy trang, vừa đúng, hiểu không? Có thể viết nhiều nữa, nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng chị hai viết một phần thôi, để khơi dậy cảm giác vui thú trong lòng họ. Nếu họ thích, muốn biết thì chị hai sẽ tiết lộ thêm. Nếu không, in cuốn khác cũng được. Nhưng bề nhiêu đủ rồi, hiểu không? Đa số người họ rất là bận rộn vì mình muốn họ thương súc vật. Mình nên cho họ biết cái trọng điểm nhanh như vậy đó. Hiểu không? Sách đề chữ lung tung thì ai muốn đọc? Hiểu không? Nếu họ không muốn đọc thì không có lợi cho thú vật. Hiểu không? Thà họ đọc ít mà thích, mà tiêu hóa được, chấp nhận những gì họ đọc. Vậy tốt hơn. Loại sách này e rằng không viết nhiều được. Có thể người ta không tiêu hóa nổi. Bởi vậy mà chị hai không viết nhiều. Hiểu chưa? Dạ, bây giờ quý vị biết tại sao rồi. Ok. Hai người đó được sách hả? Dạ được. Từ hai người đó sẽ lan sang nhiều người nữa, hiểu không? À, quý vị nên làm như vậy. Người ta bận quá. Và nhiều người không hiểu thú vật, hiểu không? Họ biết thú vật dễ thương, nhưng họ không hiểu thú vật, không muốn hiểu. Hiểu chưa? Nếu viết một quyển sách lớn, đầy chữ cho họ đọc, họ sẽ nói không, không có thời giờ. Không có thời giờ. Vậy đó. Vài chữ thôi thì vừa đủ cho họ đọc. Thu hút hơn và họ thích đọc.
Họ sẽ tìm thêm sách đọc về những cái này. Nếu quý vị muốn có sách về chó, về chim, đâu cũng có. Những quyển chuyên nghiệp, mỗi quyển cho một loại chim. Thí dụ, con chim đang có nhà, chị Hai mua quyển đó. Đang nuôi con chim xanh và vàng, chị Hai mua một quyển về loại chim đó. Nếu đang nuôi chim trắng, chị Hai sẽ mua một quyển về con đó. Mình phải biết nó ăn cái gì và nhu cầu hàng ngày của nó. Hiểu không? Săn sóc cho nó làm sao? Tối thiểu cũng mấy điều cần thiết. Chỉ có 10 con chó ở nhà. Mà chị Hai có sách đủ loại chó. Tìm hiểu kỹ càng ngay cả trước khi có chó. Chị Hai có nhiều sách lắm. Bây giờ không có nhiều nữa, nhưng hồi đó nhiều lắm. Bây giờ ít lắm rồi vì dọn nhà hoài. Chỗ này mắc một ít, chỗ kia mắc một ít. Nhiều khi vội vàng quá không mang theo được. Nhiều khi phải chạy, không mang được quyển nào. Nhưng chị Hai có nhiều lắm, chó, chim, đủ thứ. Không những sách về những con chim mình có, mà còn những con chim mình không có. Cho mỗi loại chó hay chim, họ viết một quyển chuyên về chó hay chim đó. Có quyển nhỏ, quyển lớn, cho nên chị Hai không muốn viết loại sách đó. Không phải để tìm hiểu mũi nó như thế nào, hay nó ăn gì. Không phải về những cái này, sách chị Hai nghiêng về tâm linh và lòng từ bi. Cho nên không thể viết nhiều, hiểu không? Viết nhiều thì thành như là đai nghiến, nó ra, nó vào, cho nên ngay cả chính trị gia, ký giả cũng thích sách này. Ký giả không thích đọc sách vì họ viết mỗi ngày rồi. Ngán chữ rồi, vậy mà họ vẫn thích. Thậm chí tài tử cũng thích, hiểu không? Ai cũng thích. Nghề giáo họ sợ sách lắm mà họ cũng thích. Học sinh cũng sợ sách. Đọc cả đống sách trong trường, còn đọc sách này làm chi cho mất công. Vậy mà họ cũng thích, vì nó rất nhẹ nhàng, vừa đúng, vừa đủ cho họ cảm thấy, không cần nói nhiều. Gì nữa? Thưa sư phụ, bây giờ con xin báo cáo một chuyện khác. Sau khi SMTV được thành lập, mỗi trung tâm lập một ban phát hành chương trình. Ở Tân Trúc, nhiều đồng tu đang học một khóa học do cộng đồng tổ chức. Mỗi khóa học, họ phải nộp bài. Một trong những đồng tu này đến nhà con, quay phim chó của con, và đó coi như là bài làm có ảnh. Người ngoài, họ ngạc nhiên quá vì chó của con ăn bắp ngô. Con cho tụi nó ăn bắp ngô và cà rốt luộc. Anh nói, ngày anh nộp bài lên, rất là vui. Mới đầu con luộc nhiều bắp và cà rốt. Vậy thôi sao? Tụi nó ăn hai thứ đó thôi. Hai thứ này tụi nó thích nhất. Ok. Rồi con để đồ ăn lên bàn. Thầy giáo bắt đầu thắc mắc. Để làm chi? Cả gia đình ăn hai món này sao? Rồi họ thấy chó của con xuất hiện từng con một. Chó của con nhỏ lắm, giống như loại Mantisi. Mỗi con chó nhỏ gặm một cái bắp ngô lớn. Ông thầy cũng có chó, nhưng không bao giờ biết là chó ăn mấy thứ này. Ồ, chó chị Hai rất thích bắp ngô luộc, chúng nó thích lắm. Mỗi con có thể ăn hết hai, ba cái liền một lúc. Dạ, gặm hột chưa đã, nó gặm cả cùi bắp nữa, luôn luôn muốn thêm. Nên con nghĩ đây cũng là một cơ hội rất tốt, cho người ngoài biết rằng không phải chỉ có con người ăn chay, mà chó cũng thích đồ chay. Chó chị Hai thích lắm, nên con cũng cảm thấy cơ hội này rất là tốt, cho họ tận mắt thấy, đúng như vậy. Anh cũng hỏi con có cho chó ăn mấy thứ khác không? Con nói hồi trước tụi nó thích phô mát. Nhưng nó thích bắp ngô nhất. Nếu hai ngày mà không cho nó bắp ngô, nó sẽ buồn. Ủa, vậy hả? Chó chị Hai cái gì nó cũng ăn. Nhưng chị Hai cho tụi nó ăn đồ chay mỗi ngày. Không phải chỉ có chất đạm, cơm hay bánh mì, mà còn cho rau cải, trái cây mỗi ngày. Thỉnh thoảng, chị Hai cho nó ăn bánh bích quy, bánh ngọt. Mấy thứ này không tốt cho nó lắm. Nhưng thỉnh thoảng cho một chút. Nó thích quá chừng. Thật ra cái gì tụi nó cũng thích. Chị Hai cũng cho tụi nó lạc nữa. Cái gì nó cũng ăn. Thích quá. Cả xương chay. Thích dễ sợ, cái gì cũng thích. Đôi khi bài chó của chị Hai
Ngoài kia họ làm mấy loại cá chai á. Mùi tanh như cá thiệt vậy. Chị hai không muốn ăn. Nói họ đem cho chó. Nhưng chó cũng không ăn. Không ăn, ngửi thôi rồi đi. Không phải là không đói. Đó là bữa chính của tụi nó mà vẫn không ăn. Có thể nó nghe chị hai nói vậy nên nó nghĩ nếu ngài không muốn ăn thì chúng tôi ăn làm chi? Coi chúng tôi là gì hả? Thật tình không chịu ăn. Đôi khi tanh quá, tụi nó không ăn. Không phải cá chai thôi, mà tôm chai, mực chai, nhiều thứ tụi nó không ăn. Cái gì chị hai không ăn là tụi nó không ăn. Thứ gì tanh tưởi chị hai không ưa. Ngửi giống như thiệt, chị hai không nuốt nổi. Cảm thấy muốn nôn, không nuốt nổi. Tưởng mấy con chó không chê. Đàn nào cũng là đồ chai, không phải thịt thiệt. Chị hai tưởng tụi nó không nề hà, vậy mà cũng không chịu ăn. Ngửi mùi. Chó hiểu lắm, hiểu nhiều lắm. Có lần một con tu thần trú nước ngoài về gặp con. Mang cho con hộp kẹo sô-cô-la, bài chó của chúng con thích lắm, tụi nó cũng thích sầu riêng. Nhưng chó không nên ăn sô-cô-la. Dạ, sau này chúng con mới biết. Thôi được, một chút không hại gì. Nhưng thứ đó không tốt cho chó lắm. Có một câu chuyện về bánh bích quy. Có lần ở trung tâm Tây Hồ, vì Lumen Food nhập cả một số bánh bích quy từ ngoại quốc, giá hơn 100 đô, khá ngon, nên con mua một ít về cho chó con. Nhưng tụi nó không chịu ăn. Con nói bánh này giá hơn 100 bạc mà tụi bay không ăn. Nghe vậy mấy con chó quay lại ăn liền. Đắt vậy mà không ăn uổng quá. Nó nghe hiểu. Nên con ngạc nhiên quá, tụi nó thông minh thiệt. Chó sẽ làm cái gì ngạc nhiên hoài hoài. Có lần chuyện chó kể không bao giờ hết. Khi tới đề tài này, thí dụ như chó thông minh vô cùng và hiểu rất nhiều. Đã nhiều lần xảy ra mỗi chuyện không sao kể hết được. Thí dụ như bình thường khi nghe tiếng người nói bên ngoài. Là chó sủa rầm rĩ, con này sủa theo con kia tất cả cùng sủa một lúc. Giống như opera. Nhưng nếu là cảnh sát hay người nào đặc biệt tới. Cho dù họ đứng bên ngoài nói chuyện lâu lắc, tụi nó cũng không gây tiếng động. Thậm chí không ai biết là có chó trong nhà. Tụi nó làm mình ngạc nhiên rất nhiều lần. Ngay cả chim cũng không nghe tiếng động. Bình thường qua qua rồi gâu 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 gâu. Tất cả không chịu thấu. Nghe thấy người ngoài cửa là sủa. Một cái lá rơi từ trên cây xuống cũng sủa. Tuy nhiên nếu là người nào tới kiểm tra gì đó là tụi nó im lặng. Nhiều lần vậy rồi cho dù họ đứng ngoài cửa. Nói chuyện ồn ào, tụi nó vẫn yên lặng. Nhiều lần chứ không phải chỉ một lần hay hai lần. Trên máy bay hay taxi, trời ơi, luôn luôn yên lặng. Chim chó gì cũng hoàn toàn im lặng, thở cũng không nghe thấy. Thật đó, tiếng thở của tụi nó cũng không nghe thấy. Bình thường khi chị hai đang nói điện thoại ngoài cửa, và cửa đóng, nếu nghe thấy tiếng chị hai thì tụi nó làm ồn. Nếu nghe thấy tiếng chị hai thì tụi nó làm ồn. Muốn nói điện thoại chung, nghe thấy tiếng người bên ngoài nói chuyện hay nói điện thoại, tụi nó muốn gia nhập, hiểu không? Dù đó là người hàng xóm hay chỉ là người đi ngang qua, không cần biết là ai. Bạn hay người lạ, tiếng động gì cũng sủa, tất cả chim chóc đều đứng dậy. Nhưng khi nào không đúng lúc làm ồn là tụi nó yên lặng. Lần nào cũng vậy, ngay cả trước khi mình kịp bảo tụi nó yên lặng. Nó đã hiểu rồi. Chó có trí khôn tột bậc. Hơn nữa, có những lần, ví dụ như bình thường khi thấy con chim nào là tụi nó đuổi theo, là mấy con chim sợ hết hồn. Chị hai la nó, chúng bay thô lỗ quá à. Nếu người khác tới phá hoại lúc các ngươi đang ăn thì sao? Ngươi có thích không? Thế là tụi nó xin lỗi, không làm ồn nữa. Tuy nhiên, mỗi lần chị hai đi ra cho chim trời ăn, tụi nó luôn luôn muốn theo. Đi với chị hai thích lắm.
Cha nói ta e rằng các ngươi ra ngoài, mấy con kia sẽ không ăn được. Nó nói không, lần này không có đâu. Ok, chị hai tin. Bảo tụi nó là đi ra được. Vì đó là mùa hè ở nhà hoài không có tốt. Nên mình cho tụi nó đi ra với mình khi có việc gì làm. Chị hai sắp sửa cho mấy con ngỗng trời ngoài thùng quê ăn. Khi ra tới đó là tụi nó ngồi gọn ghẽ thành hàng. Nhìn thôi không lên tiếng nào. Một cọng lông cũng không động đậy. Chị hai nói nếu các con ngoan ngoãn ngồi đó nhìn thôi, tôn trọng giờ ăn của cái khác thì được. Ta sẽ cho các con đi ra nữa. Tụi nó thật tình ngồi như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngồi gọn ghẽ thành hàng ở đó, nhìn thôi. Giống như tượng vậy. Thiệt lạ, chị hai cũng phục luôn. Tụi nó đúng là giữ lời hứa. Hiểu mình thật sự. Tại mình nói các con hành động như vậy, mấy con khác sẽ sợ. Thỉnh thoảng khi tụi nó đi ra thấy mấy con vịt hay thú vật khác, nó thích quá chừng, chạy đi đuổi cho vui. Nhưng mấy con kia không muốn chơi với nó. Vì tụi nó là thú vật hoang dã, sợ quá bay đi hết. Vì vậy chị hai không có cho tụi nó đi theo. Sau này tụi nó năn nỉ, nên mình cho nó ra. Thật tình tụi nó yên lặng, ngồi không nhúc nhích. Không làm ai sợ, không động đậy, không gây tiếng động. Thật tình tôn trọng mấy con kia, cho ơi, thiệt là hay. Sau khi sinh hoạt với thú vật, mình không còn muốn sinh hoạt với người. Thật đó, thú vật nói gì là nghĩa thế đó, hiểu không? Thú vật thật tình hiểu rất rõ. Giống người lắm. À, rất giống người. Rồi, còn gì nữa không? Nếu không, chị hai nói về chó là không bao giờ hết. Chó và chim là hai đề tài không bao giờ dứt. Thưa sư phụ, cách đây không lâu ở tiểu bang Missouri, chúng còn để quảng cáo trên báo và ở những nơi khác nhau. Sao lần thứ nhất rất ít đáp ứng. Mới đây, hồi tháng 10, sau khi để quảng cáo trong phi trường, người ta bắt đầu gọi tới hỏi làm sao đặt anten vệ tinh. Họ rất muốn xem chương trình. Chúng con rất mừng. Mấy tháng này có nhiều đáp ứng hơn trong tiến trình này. Tự nhiên chúng con nghĩ ra một cách mới có thể hiệu nghiệm hơn. Đó là truyền hình CCTV trong phi trường. Bây giờ đang được điều khiển bởi đài CNN. Nhưng thật ra không phải CNN. Phi trường có giao kèo với họ. Và 3 năm ký lại một lần, vì sau này chúng con hỏi vị quản lý có phải là phi trường kiểm soát tất cả việc này không? Có thể nào SMTV lấy chỗ đó không? Ông nói ông sẽ nghĩ lại coi, nhưng cũng phải mấy tháng nữa hay nửa năm nữa giao kèo mới hết. Và mới cần ký lại. Thành thử chúng con muốn cho họ xem chương trình của mình. Nếu thực hiện được thì chương trình này chiếu lên sẽ rất nhiều hiệu quả. Tuyệt vời, hãy cố gắng thêm việc giao tiếp với công chúng, cho họ xem chương trình của mình để họ thấy mình tốt như thế nào. Họ thích chương trình của mình thì họ mới cho mình thay chỗ. Và trước kia vùng Trung Mỹ rất ít hưởng ứng, gần đây hưởng ứng nhiều hơn. Vậy tốt, tốt lắm. Có phải quý vị nói quý vị đang thiết lập một hệ thống truyền hình cáp Formosa, Đài Loan? Đúng vậy, cho người ta coi khi nào họ muốn coi. Tôi đã có hệ thống truyền hình cáp trong cộng đồng chúng con nhiều năm rồi. Nhưng hình như số người coi ít hơn là chúng con nghĩ. Vậy sao? Nếu được chiếu ở phi trường thì nhiều người coi. Ok, vậy là đang khá ra. Nhất là sau khi đài tình truyền hình Fox chiếu cuộc phỏng vấn. Cái gì? Sau khi Fox News chiếu có thể nhiều người hơn trong tương lai. Đó cũng là một sự tình cờ. Một ký giả và người quay phim của đài Fox News hôm đó tới tường trình. Sau đó chúng con cho mỗi người một bộ sách, hai quyển chó và một quyển chim. Hai người rất vui vì họ cũng nuôi chó ở nhà. Họ còn nói một con chó của họ trông giống y như một con của sư phụ. Ồ, đó cũng là một mối quan hệ. Người quay phim đang nuôi chim, ông cũng có chim cát. Thành thử, hai người này thích những quyển này lắm. Ông thợ quay hình nói, anh có mặt ở chỗ Fox News bên Mỹ hả? Chúng con ở bên Mỹ. Anh có đến chỗ phát giả đó không? Dạ có.
Chúng con có mặt trong buổi phát giải, thật là ngẫu nhiên, khi người thợ đang chụp hình sư phụ. Trên quyển sách biếu, ông lật vài trang hỏi, cho tôi xin vài bản nữa được không? Con không biết ông sẽ cho ai, ông muốn phát cho người khác. Trông ông khá tử tế, chúng con ghi địa chỉ đằng sau này gửi vài quyển cho ông. Dĩ nhiên, ok, tình cờ quá ha. Chúng ta đâu có mời mà họ cũng đâu có nói trước là sẽ đến. Trước ngày phát giải, chúng con có báo cho 4 đài truyền hình về diễn biến này cho họ biết. Thêm một tờ báo. Thành ra buổi phát giải là cơ hội rất tốt để truyền bá thông điệp của sư phụ cho người ngoài. Hiểu, ok. Họ nói họ quan sát chúng ta 5 tháng, cho nên họ muốn đến diễn biến này. Dạ đúng, ok, tốt lắm, ok. Những người có duyên, nhưng quý vị cũng cố gắng lắm, chị hai cảm ơn. Vậy tốt, thú vật cũng cảm ơn, thế giới cảm ơn. Đây cũng là thế giới của quý vị hả? Đây là địa cầu, thế giới của quý vị. Chị hai chỉ là một phần trong đó, chị hai đi đi lại lại là khách thôi. Ok, chúng ta làm việc với nhau, có thể mình cứu được, có thể địa cầu được cứu. Có lẽ sẽ không hồi phục lại giống như trước, nhưng sẽ không tệ hơn. Tốt lắm, ai nữa? Từ những gì anh kia nói, con nhớ có một chuyện buồn cười lắm, rất là hay. Một chị đồng tu, vợ của anh này, có lần gửi điện thư đề nghị chúng ta phát một số sách chó và chim cho quân đội. Nhiều người lính sau khi đánh trận ở Iran trở về, bị những dị chứng, họ rất sợ và vô cùng lo lắng tương lai. Tâm hồn họ rất là cô đơn. Đọc điện thư này con cảm động lắm. Chị đồng tu này đã nghĩ đến họ. Nên con nói chúng ta có thể làm được. Nói chung thì đối với chính phủ chúng ta sẽ... Thì khi chị đó liên lạc với họ, thì được phép gửi sách. Khi chị đem sách đến bao nhiêu? 1, 2 cuốn. Chị ấy giao sách cho mỗi thư viện trong 4 căn cứ, ít nhất là 4 căn cứ, cho họ đọc sách. Dạ đúng, khi chị nói với con không nghĩ gì nhiều. Con chỉ nói, tốt, làm thử coi. Và chị đã làm thật. Và vô tình, khi chị sắp sửa đi giao sách, máy điện não không chạy. Nên chị chỉ có giao sách trực tiếp cho thư viện trong căn cứ đó. Căn cứ chỗ nào? Trong căn cứ quân sự. Dĩ nhiên, người làm việc trong thư viện rất vui. Và họ nhận sách. Mấy người trong thư viện họ vui lắm. Điều ngạc nhiên là sách của chúng ta được quân đội nhận. Một khu vực hoàn toàn mới lạ cho nhiều người biết nữa. Nghĩa là muốn biết về việc gửi sách, chỉ cần nói chuyện với người làm việc trong thư viện. Ông ta nói được, tôi sẽ hỏi giùm cô. Thường thường thư viện họ vui vẻ nhận, làm lẹ không sao đâu. Thành thử sách của chúng ta đã đến những thư viện trong căn cứ quân đội. Nói chung là họ nhận tất cả những sách tặng. Nhưng không chắc là những quyển này được đem lên kệ. Họ có thể chỉ lưu trữ hoặc là cho thư viện khác. Ok. Nhưng khi chúng con giao sách cho họ, nhân viên thư viện thấy mấy quyển đó, họ nói, sách đẹp quá. Sau khi xem lật sơ sơ, họ nói, chắc chắn chúng tôi sẽ giữ quyển này. Họ sẽ giữ. Dĩ nhiên, vậy là tốt. Sách giản dị, nhiều màu sắc. Dễ hiểu, không có vẻ gì nghiêm trọng lắm. Đẹp, nhẹ nhàng, có những chuyện hay. Cho nên nhiều người thích. Chờ tới khi quyển thứ ba ra. Chúng ta bắt đầu loan báo quyển thứ ba. Họ đang làm. Chị hai đã xong cuốn đó, đưa cho họ rồi, nhưng chưa sẵn sàng mau như vậy đâu. Ý là chị hai vẫn viết tiếp được, tiếp tục viết. Vì nó nói về những cái hay, cái đẹp. Vùng quê hoang dã rất là đẹp. Phong cảnh, nguồn cảm hứng, cái gì cũng tốt. Rồi, người kế. Ai đâu? Thưa sư phụ, con dạy học ở miền núi xa xôi, tỉnh Đà Trung. Con có chiếu băng của sư phụ, những con chim trong đời tôi. Cho học trò con xem. Trường này chỉ có 22 trẻ em.
Lớp còn có 4 đứa thôi. Sau khi xem ăn xong, tối hôm sau sư phụ dẫn 2 đứa đi thăm nhà sư phụ và trẻ em có thể câu thông trực tiếp với thú vật, với chim. Những con chim và con thú có thể chơi và nói chuyện trực tiếp với trẻ con. Cuối cùng, câu hỏi các em có cảm thấy sư phụ thương các em không? Các em nói các em có thể cảm thấy sư phụ thương nhiều lắm. Cảm ơn sư phụ nhiều đã săn sóc cho các em. Cảm ơn sư phụ. Trẻ con đơn thuận hơn. À, nói đi. SM TV chiếu bên Úc và Tân Tây Lan qua vệ tinh D2. Nhưng bên Tân Tây Lan, tất cả hãng truyền hình trả tiền. Và các đài miễn phí đều đang dùng chương trình từ vệ tinh D1. Chúng con thương lượng với một hãng TV trả tiền. Thì họ nói nếu chúng ta có thể bỏ chương trình vào vệ tinh D1, thì ông sẽ phát hành cho miễn phí. Được không vậy? Tôi không biết D1 nghĩa là gì. Đó là tên hiệu của vệ tinh. Tôi không biết. Xin hãy báo cho SMTV. Ok. Dạ, cảm ơn sư phụ. Hỏi họ coi. Ok. Người kế. Nói về SMTV, con xin báo cáo sư phụ tin vui từ Formosa. Ở Formosa, đa số người có truyền hình cáp. Rất ít người gắn vệ tinh. Đĩa. Dạ, đĩa. Nhà hồng ăn sư phụ. Mà ban giao tiếp chúng con đã bắt đầu liên lạc với mấy người trong truyền hình cáp. Một người muốn phát hành qua truyền hình cáp rất đắt tiền. Họ tính tiền từng giờ mỗi ngày. Nếu họ phát hành cho mình mỗi ngày 1 giờ trong 1 tháng, tốn rất nhiều tiền. Muốn phát hành 24/24, có thể mình phải trả khoảng 100.000 đô. Có thể hơn. Ngoài ra, thủ tục rất là phức tạp. Bên này ở Đài Bắc, như sư phụ nói, người ủng hộ chân lý từ từ xuất hiện. Một người giao tiếp nói chuyện với giám đốc một hãng truyền hình cáp. Sao gặp được giám đốc vậy? Ông đã biết người giao tiếp này. Sau khi nói chuyện một hồi, ông bảo rằng phát hành chương trình chúng ta tốn rất nhiều tiền. Nhưng họ vẫn uống trà với nhau. Sau đó ông nói, thôi được rồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ phát hành. Ông nói, để tôi xem coi. Sau khi xem nội dung, ông rất thán phục. Cuối cùng, ông bằng lòng phát hành chương trình của chúng ta và giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề nộp đơn. Cho nên bây giờ một khu vực ở Đài Bắc được coi chúng ta trên đài cáp. Tất cả khách hàng của họ có thể coi SMTV. Toàn quốc hả? Dạ thưa không, chỉ có Đài Bắc thôi, một khu vực ở Đài Bắc thôi ạ. Đài Bắc chia ra làm nhiều vùng, chỉ có một vùng thôi, dạ. Cho nên chúng con vẫn phải làm nhiều việc. Nhưng tin này đầy ngạc nhiên và khích lệ lắm rồi. Từ cái này mở rộng ra cái khác. Lạ kỳ, có trên vệ tinh rồi mà còn không muốn mua đĩa. Thiệt tệ, ta biết làm sao nữa. Ái da, muốn cứu thế giới này thiệt là khó. Mình đã làm sẵn sàng cái tiền bạc, sức lực của mình. Mà họ không muốn mua đĩa coi. Đĩa rẻ lắm mà. Đĩa đâu có đắt lắm đâu. Thật ra đĩa là tốt nhất. Đĩa rất gần với việc phát hành vệ tinh nguyên thủy. Đĩa tốt hơn. Hệ thống cáp là cổ lắm rồi. Rồi. Ai? Mới đây chúng con ra ngoài giới thiệu những sách thú vật này do sư phụ viết. Người ta luôn luôn ngạc nhiên lắm. Họ rất thích nội dung quyển sách. Khi chúng con đi đài phát thanh giới thiệu sách sư phụ, họ nói họ sẽ cho chúng con 10 phút trên làn sóng để giới thiệu sách. Tuy nhiên, sau khi chúng con thâu xong bài giới thiệu, thì họ nói ngay là họ sẽ cho chúng ta phát 20 phút trên sóng. Hơn nữa, họ phát thanh một lần nữa ngày hôm sau. Thường thường, ít khi nào họ phát thanh lại một chương trình, nhưng lần này họ sẽ phát thanh bài giới thiệu sách của sư phụ một lần nữa. Thêm vào đó, khi họ dạy ở trường, đôi khi chúng con giải thích cho học sinh nghe nội dung trong sách, hoặc là cho các em coi phim thú vật, hoặc là sư phụ kể chuyện vui cười trên SMTV. Chuyện vui cười mà chúng con nghe trước khi đến lớp, chúng con kể các em nghe. Chúng con giới thiệu các em đây là chuyện cười mà chúng con nghe trên SMTV. Hy vọng các em sẽ coi. Bây giờ khi con vô lớp, học trò hay hỏi, thưa thầy, hôm nay thầy cho chúng em coi phim hay là kể chuyện vui cười. Con cảm thấy giới trẻ rất thích những tài liệu lạc quan. Ngày càng khá ra, có điều không ai dạy họ. Dạ vâng, không ai biết.
Một mình chị hai không thể dạy hết mọi người, chị hai phải nhờ quý vị. Chúng con nhận thấy rằng trong khuôn viên đại học ở Formosa thường hay có vấn đề chó đi lang thang. Chúng con mới khám phá ra rằng thật ra giới trẻ trong trường họ rất có lòng từ bi. Đa số đại học họ có một nhóm học sinh sinh viên lo cho chó vô chủ và dọn dẹp chỗ chó ở. Họ cũng giúp những con chó này triệt sản để công chúng chấp nhận. Bây giờ chính phủ Formosa có pháp luật rất tốt. Trời ơi, lẹ quá, thật là tuyệt vời. Dĩ nhiên, nói với chị nghe, phải có người nhắc họ, hiểu không? Tuy nhiên, người đó phải thật tình thương thú vật, không thể vì mục đích nào khác. Khi đó, mình mới có thể rung động lòng người. Thành thử, nếu thành tâm, quý vị có thể rung động lòng người, hiểu không? Chúng con cũng giới thiệu sách trong các hội đọc sách. Họ rất thích nội dung sách, nhất là trẻ em. Các em thấy sách sư phụ là các em vui, thật là vui. Tốt, thế giới càng khá ra. Chị hai rất cảm động thấy chính phủ thi hành luật pháp để bảo vệ súc vật. Tuyệt vời, ngày càng khá ra. Trung Quốc và Formosa đang đàm phán hòa bình và nhiều thứ. Trời ơi! Và nhiều quốc gia đang phá hủy vũ khí. Và ký hiệp ước hòa bình. Nhiều quốc gia đang giúp các nước Phi Châu, các quốc gia yếu đuối. Bây giờ đang xảy ra rất nhiều, thí dụ như chúng ta hồi trước hay phát hành danh sách cảm tạ mỗi tháng. Có không? Hồi trước là một trang như vậy, bây giờ dài 22 phút. Tháng này giải thưởng trong tháng và giải tạ ơn chiếu 22 phút mới hết. Có đài TV nào mà bỏ ra nhiều thời giờ phát hành như vậy để mà tỏ lòng cảm tạ? Càng ngày càng dài, hiểu không? Dài 22 phút, giải thưởng trong tháng. Gọi là gì? Mỗi tháng ai mà được giải thưởng và ai làm chuyện tốt. Danh sách tháng 11 này dài 22 phút. Hiểu không? Lạ kỳ, nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng đã xảy ra, nhiều cái không ngờ, như là Hoa Kỳ đang tiêu hủy vũ khí hạt nhân của họ. Kỳ ha? Hiểu không? Đây là điều rất to tát. Trời ơi, bao nhiêu năm trời, có khi nào họ làm vậy chưa? Và Bắc Hàn cũng đang như vậy, nhiều chỗ khác nữa. Không kể hết được. Bây giờ chị hai không nhớ nữa, nhưng nhiều lắm, mỗi ngày. Nhiều chuyện ngạc nhiên. Hình như Trung Quốc sắp sửa cho tự do tôn giáo, đúng không ạ? Phải rồi, chị hai quên cái đó. Tổng thống tuyên bố cho lại quyền tự do tôn giáo. Bây giờ Âu Lạc cũng đang như vậy. Họ đang in thánh kinh và Trung Quốc đang giới thiệu giáo lý của Khổng Tử. Qua máy điện não trên mạng, lại còn dịch sang 38 ngôn ngữ. Chính phủ đang làm vậy, hiểu không? Trên mạng hay trên truyền hình gì đó, chị hai quên rồi, bằng 38 thứ tiếng, quý vị có thể coi tường trình trên đài của mình. Khổng Tử và bây giờ tự do tôn giáo. Thậm chí họ còn khuyến khích và huấn luyện nhiều dân đạo đi phục vụ quần chúng. Âu Lạc Việt Nam cũng đang làm vậy. Không còn cộng sản nữa, tự nhiên hết. Khỏi cần làm cách mạng, đổ máu, đổ mồ hôi. Tuyệt vời. Người nào nữa? Một điều nữa là, như sư phụ nói, khi chúng con đi giới thiệu những chuyện này về thú vật, hình như thú vật biết, họ biết, như kỳ rồi á. Sau khi chương trình của chúng ta mới lên đài phát thanh xong, con cảm thấy con chó của con có một cái gì khác lạ. Nó không như thường, vậy hả? Khác chỗ nào? Nó cứ dựa vào con, liếm con như tỏ lòng biết ơn và vui sướng. Cảm thấy dường như là nó biết hết mọi chuyện, dĩ nhiên là biết. Một lần khác, đó là mấy ngày, trước khi chúng con đi làm một cái giới thiệu khác thì con chó của con nó đến trong mộng con. Nói rằng chúng con giới thiệu chưa đủ. Có thật ít lắm không?
Quý vị không làm đủ thật không? Tại vì chúng con phần đông là giới thiệu chim. Cho chim được ưu tiên. Hiểu, hiểu. Lúc đó chúng con bận lắm. Thành thử con chỉ lấy ra vài cuốn băng giới thiệu, sửa chữa cho tiện. Vì đó là sách mới, chị hay hiểu. Chúng con không giới thiệu sách chó đủ. Trời ơi, không, anh phải bảo nó, người ta biết về chó rồi. Họ biết rất ít về chim. Hôm đó con cũng mời một người đang săn sóc cho những con chó vô chủ. Có lẽ ông nói ông đã đem về nuôi khoảng 5.000 con chó vô chủ. Hiện nay vẫn còn 8.000 con. Chúng con xin hoạt chung với ông ta về việc này. Mời ông lên nói chuyện chia sẻ lý tưởng của ông cho công chúng nghe về việc thương thú vật. Người đó và những người khác có lẽ họ không biết nhiều về sư phụ. Qua sinh hoạt này, họ hiểu sư phụ là người thế nào và hiểu lòng từ bi của sư phụ đối với thú vật. Ai cũng vui lắm. Họ hy vọng chúng ta có thể sinh hoạt nữa với họ và cùng nhau phổ biến quan điểm thương súc vật. Ngoài việc làm thầy, chị hai cũng là mẹ của chó. Chị hai quen chó rồi, không thể thiếu được. Phải cho chó ăn mỗi ngày và làm bạn với nó. Hôm qua hãy còn ngủ với tụi nó. Chị hai lo vì 5 ngày nữa mình sẽ không có đó, không có mặt với chúng nó. 4-5 ngày, nói với nó ok, hôm nay được ngủ với ta, nhưng không được làm ồn, không được hư, thế là tụi nó yên lặng. Thật sự biết cảm nghĩ của chị hai. Khi nó biết mình cần phải tập trung vào việc quan trọng, nó giữ yên lặng, nằm xung quanh chân chị hai, nằm xuống hết, không một tiếng động. Nếu nó biết chị hai có thời giờ không có gì làm, là nó đang nằm mơ. Nhưng nếu nó nghĩ chị hai không có gì làm, nó sẽ làm ồn, nghịch ngợm, liếm, nhảy lung tung, nhảy tưng tưng trước mặt mình, đòi cái này cái kia, hiểu không? Nếu biết chị hai có việc làm là tụi nó yên lặng. Chị hai nói nó, bây giờ ta đang bận, các con phải giúp ta làm việc. Làm bài ha. Rồi, ngồi đằng kia, nghĩ coi ta nên làm gì. Thế là nó hiểu. Thật sự hiểu, không cần nói gì cả. Chó có thể hiểu cảm giác của mình một cách rất giản dị. Cho nên sau khi ở với chó, quý vị sẽ không muốn ở với người thật như vậy. Sống với người, giải thích nửa ngày vẫn không hiểu, giờ hiểu được đi nữa, họ cũng không muốn hiểu. Nếu hiểu là tốt rồi, khi họ muốn hiểu là còn khó hơn nữa. Hiểu không? Đôi khi họ giả bộ không hiểu, giả bộ câm điếc cho người ta tức. Chó giản dị lắm, không cần nói. Chỉ cầu thông qua thằng giao cách cảm, ở với chó rất là dễ chịu. Người mới khó, chó dễ. Sống với chó, chị hai thấy thư thả, nhẹ nhàng. Chó và chim hiểu mình, cái gì cũng hiểu. Thường thường ban đêm trễ lắm, chị hai vào nhà chim coi nhiệt độ. Vì chim không thích nhiệt độ quá thấp, cho nên sau khi làm xong việc, đôi khi trễ lắm. Chị hai hay vô đó kiểm soát một, hai lần, coi nhiệt độ có thay đổi gì không. Đôi khi cầu chị nổ, chị hai đi kiểm soát. Hôm đó chị hai có thời giờ, sách chim vừa mới xuất bản. Mỗi lần chị hai vào, bài chim nói, con thương sư phụ khỏe không? Rồi hỏi sư phụ khỏe không? Xong rồi bám chị hai chỗ này, chỗ nọ. Nhìn vào mắt chị hai, rồi hôn. Nó cứ bám bàn tay mình, không chịu thả ra. Bám lên người rồi nhìn mình một cách dễ thương. Nếu mình không tới gần nó, để nó bám lên người, thì nó bò xuống sàn, nằm trên gỗ vụn ở dưới đất, cầm cái đuôi vẫy rồi nhìn chị hai. Nhìn như vậy, tất cả mọi con. Rồi... tưởng tượng được không? Đuôi nó thật là dài. Mà nó cứ nằm dưới đất, để đuôi lên trời. Dựng đuôi lên, dựng cái đuôi, rồi lắc lư, nhìn chị hai. Rồi quay đầu ở bên này, bên kia, hiểu không? Chưa cha, dễ thương quá chừng. Không phải nó làm vậy là vì chị hai bật đèn lên. Mình dùng đèn bấm.
Vì trễ rồi và chim đang ngủ, mình muốn đi vô yên lặng. Mới đầu tụi nó cũng yên lặng chỉ vì một hai con làm ồn. Con két xám phì châu. Mỗi lần chị hai bước vô là nó kêu hú hú. Từ khi chị hai mỗi lần làm như vậy rồi hôn nữa. Chị hai hôn như vậy thì nó cũng hôn hôn. Tất cả chim đi ra làm ồn, đòi chú ý. Nói cảm ơn đủ thứ này nọ, dễ thương lắm. Chim hiểu rõ ràng, hiểu sự thật. Quý vị biết, chim hiểu. Mấy người chăm sóc nó biết. Nếu thương chim, chúng ta có thể câu thông với chim rất nhiều. Trong trí nó nghĩ gì, quý vị biết liền. Khi chim cảm ơn mình, mình cũng biết. Khi chim xin lỗi, mình cũng biết. Con chó đen của chị hai, con Rottweiler chuyên môn xin lỗi. Xin lỗi xong rồi, làm nữa. Nó xin lỗi vì nó sợ chị hai có thể phạt nó. Nếu nó hư thật sự thì chị hai nhốt nó trong cái phòng khác, hiểu không? Vài phút thôi cho nó biết là nó hư. Nó sợ bị nhốt riêng vì không được chơi với mấy con kia. Cho nên mỗi lần nó làm gì hư, chị hai la nó. Thật ra không phải la mà nói tại sao làm vậy, vậy là hư, hư lắm. Vì nó thích chơi với bóng. Nhưng mình không thể cả ngày cắm đèn bấm chơi với nó được. Chị hai bận nên tự nó đi kiếm bóng. Khi mặt trời sao vào gương hoặc là khi có gió thì bóng hiện ra trên tường cho nó cào. Ôi, cả bức tường, trời ơi là trời. Chị hai nói, thấy người làm chưa? Nếu bán cái nhà này thì ai mua? Thế là từ chỗ đó, nó bò tới chỗ chị hai. Xin lỗi. Nó không sợ và chạy chỗ khác đâu. Dù mình có la nó cũng không sợ mà chạy. Nó còn tới gần. Nhìn mình với cặp mắt dễ thương, có vẻ tội nghiệp. Nó hay nhìn mình với cặp mắt như vậy. Làm chị hai cũng chịu thua luôn. Nhưng đôi khi giận quá, chị hai không chịu. Nhưng nó vẫn, mình nói, nhà ngươi vô phòng đó. Trong lúc đi, nó vừa đi vừa quay lại nhìn chị hai. Coi mình có đổi ý không? Ta nói không, vô đó. Trước khi bước vào, nó nhìn lại lần nữa. Cuối cùng nó vào, nhưng vẫn nhìn lần cuối. Đôi khi chị hai chịu thua, không nhịn nổi. Tụi nó chơi cái trò đó, hiểu không? Giỏi hơn người. Lúc nào cũng xin lỗi. Rất là lịch sự. Khi nó làm việc gì xấu, mình la nó là nó xin lỗi. Nó sẽ từ từ đến chỗ mình rồi nhìn mình như vậy. Xin lỗi, con thật tình xin lỗi. Nhưng hôm sau lại làm nữa. Hay vài phút sau, chị hai vừa mới quay lưng thôi là nó tìm bóng cào tường nữa. Trong nhà trước kia của chị hai, sàn nhà lát đá hoa. Nó làm sao? Đá hoa của Ý. Quý vị biết nó cứng tới mức nào, vậy mà vẫn đếm được bao nhiêu đường rạch trên đó. Móng chân nó thật là mạnh. Nó muốn tóm cái bóng, trời giống như khắc vậy. Đường rạch rõ ràng, thật ngạc nhiên. Khỏi cần lo cắt móng chân. Nhất là anh chàng đó. Ôi, tuyệt diệu. Làm sao làm vậy được? Một cái móng thôi mà làm thành một đường rạch. Thật đó, thấy rõ ràng 5 đường. 4 mấy đường cũng được. Anh chàng đó thật là... Chó làm được như vậy, còn chim thì ăn dây điện. Nghe nói thì có vẻ buồn cười. Đợi khi tivi bị cướp lúc đó thì không vui nữa. Nó ăn dây điện. Mình đang xem tivi thấy vui. Đang vui vậy, thấy hay. Cúp, màn ảnh đang thôi, không thấy gì hết. Hiểu không? Mà mình đang coi chương trình vui, là mình tức quá. Rồi, ai nữa?
Ai muốn báo cáo gì nữa? Chị hai báo hiệu rồi, chuyện chó là không bao giờ hết. Kỳ rồi, khi sư phụ đang giới thiệu quyển sách thứ ba, sư phụ nói là cá cũng thông minh và hiểu người ta nói gì. Cá biết. Ở nhà con có mấy con cá. Và mỗi con cá con đặt tên cho nó. Khi có thời giờ cho nó ăn, con gọi một tên. Và con cá đó lại ăn. Mấy con kia cũng muốn ăn và cứ theo con. Nhưng con không gọi tên nó. Nên nó chỉ tới bên cạnh tai con. Hôn rồi ngoáy đuôi, ý nói rằng nó cũng muốn ăn. Nhưng không được gọi tên. Anh gọi nó sẽ tới. Dạ đúng, khi gọi con khác, con đó sẽ tới ăn. Cá biết, thông minh lắm. Tất cả cá đều biết. Cá thông minh như chó và chim, không khác. Đúng. Tất cả thú vật đều như chúng ta, không cần phải ngạc nhiên. Giống như chúng ta, đều có linh hồn. Có điều thú vật hiểu hơn chúng ta hiểu một chút. Vì về khía cạnh tâm linh, thú vật giỏi hơn chúng ta bị đầu óc làm trở ngại. Dùng ngôn ngữ còn không hiểu, huống chi là dùng thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm nó làm sao? Thần giao cách cảm. Con người không thể nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm. Mới đây hay có vi trùng trong nước. Mấy con cá nhà con bị bệnh vì vậy. Bong bóng cá bị hư nên nó không giữ thăng bằng được. Cho nên mấy con đó bị chổng ngược lên, nổi như vậy. Trời ơi! Nhưng tụi nó vẫn vui. Cái hồ cá ngoài nhà, từ trong nhà nhìn ra được. Đôi khi chị đồng tu đó tự hỏi, tại sao cá yên lặng vậy, nó có chết không? Khi cá nằm ngửa lên bình thường coi như là chết. Chị ấy lo lắm, chúng con đặt tên nó là Bobo. Từ trong chúng con gọi ra, Bobo, cưng còn khỏe không? Thì nó giơ vây lên, nó nói, chào, anh khỏe không? Không sao, tôi vẫn sống. Chị hai hiểu, hiểu. Con nào cũng vậy. Có lúc khi chó và chim đang ngủ, hay là khi thấy tụi nó mệt mỏi hay gì đó, chị hai lo lắng. Cưng còn khỏe không? Thế là nó đưa đuôi lên một chút, rồi nó nằm xuống ngủ nữa. Chim cũng làm vậy. Nó trả lời cho mình biết nó không sao hết. Thú vật hoang cũng làm vậy. Nhiều khi lo lắng cho tụi nó, chị hai hỏi có sao không? Nó nói không sao hết. Nó lắc một chút cho mình biết. Có khi tụi nó chỉ trả lời bằng điệu bộ. Thú vật đẹp vô cùng. Thật là đẹp, rất đơn thuần. Giao dịch với người, mệt hơn. Họ có quá nhiều ý kiến. Thú vật không có quanh co, không có đi qua trí óc. Rất là giản dị. Rồi, người kế. Hết rồi hả? Nếu không còn nữa thì chúng ta nói chuyện sau. Nghỉ xa hơi nhé. Không, chỉ 2 tiếng thôi. Ok, tốt lắm. Nghỉ xa hơi. Nói nhiều quá cũng mệt quý vị. Không ai muốn nói nữa hả? Chúng ta còn 2-3 ngày nữa. Vẫn nói tiếp được. Ok. Cái gì hiện ra trong trí quý vị thì ghi xuống. Thì chúng ta sẽ nói sao, hiểu không? Quý vị tọa thiền một hồi, nghỉ ngơi một hồi. Đi ra cho nó tươi tỉnh, rồi trở vào thiền nữa. Hay là thay phiên. Ok. Chỗ nào cũng được. Miễn quý vị thiền. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại.